Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Cùng điểm lại ảnh Đam Tùng Vận thời nhí xinh như búp bê. Dù đã ra mắt hơn 10 năm nhưng Tượng đài cung đấu Chân hoàn truyện vẫn là bộ phim được đông đảo khán giả châu Á yêu thích, thậm chí được xem đi xem lại nhiều nhất tại Trung Quốc. Gần đây, Trang Sohu đã chia sẻ lại loạt hình ảnh hiếm hoi của họp báo chân hoàn chuyện năm xưa, trong đó gây chú ý nhất chính là nhan sắc trong trẻo của nữ thần thanh xuân, đàm tùng vận. Vào ngày 5 tháng 4, Sohu đã đăng tải bộ ảnh của hai sự kiện họp báo trước và sau khi quay chân hoàn chuyện. Quá trình quay kéo dài hơn 3 tháng nên ít nhiều nhan sắc các nương nương đều có sự thay đổi rõ rệt. song. Đập Tùng Vận lại là cái tên nổi bần bật giữa hội đàn trị sắc xảo nhờ nhan sắc trong sáng, bé bi, vô cùng đáng yêu. Đặc biệt, mái tóc ngắn cũng của ngôi sao cầm tâm tượng ngọc cũng là điểm thu hút, làm bật lên nét tươi trẻ, thanh xuân, chứ không góc cạnh như tôn lệ hay hoa phi, tưởng hân. Đàm Tùng Vận sinh yêu thuở mới vào nghề tham gia chân hoàn chuyện, có lẽ vì nhận ra bản thân hợp không tưởng với kiểu tóc ngắn nên đàm tùng vận đã bưng, phong, cách này vào các dự án sau đó, điển hình là điều tuyệt vời nhất của chúng ta. Hiện tại đã hơn 10 năm trôi qua, nhan sắc của đàm tùng vận vẫn cứ trẻ đẹp như vậy, còn hay bị đùa là ăn thịt đường tăng, xong sự hạn chế về nhan sắc cũng là điều khiến mỹ nhân sinh năm 1990 chăn trở, lo ngại cho quá trình, truyền hình, trên màn ảnh sắp tới. Trong bộ phim lấy danh nghĩa người nhà đang phát sóng, Đàm Tùng vận được yêu mến khi hóa thân thành cô học sinh lớp 10 Lý Tiêm Tiêm xuất sắc. Ngoài đời, nữ diễn viên năm nay đã hơn 30 tuổi. Sau 30 chưa phải là hết. Truyền hình Hoa ngữ tiếp tục trao đảo bởi cơn sốt mang tên lấy danh Nghĩa người nhà, một bộ phim dài tập đề tài gia đình có cốt truyện đề cao tình thân ý nghĩa. Tính đến ngày 14 tháng 8, dự án này đã nhận 8,3 điểm trên đa bần, trang đánh giá phim của Trung Quốc, thịt xuất người xem trên đài Hồ Nam vượt mốc 2%. Tất cả đều có thành tích rất tốt đối với tác phẩm thuộc dòng phim tình cảm hiện đại. Khi lấy danh nghĩa người nhà hot thì dàn diễn viên chính trong phim cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đảm nhận vai nữ chính Lý Tiêm Tiêm, Đàm Tùng Vận trở thành tâm điểm chú ý. Ở các tập đầu phim mới chiếu, Lý Tiêm Tiêm vẫn là một cô gái mới 16 tuổi quậy phá, ngây ngô, hồn nhiên và nhí nhảnh, thế là từng cử chỉ phong thái và tạo hình tóc ngố đáng yêu của minh tinh 9X đều khắc họa được một cô gái mới bước vào lớp 11 cách hoàn hảo. Nhờ đó, cô được khen là diễn quá đạt và hợp nhân vật. Tuy nhiên, thời điểm quay lấy danh nghĩa người nhà, đàm tùng vận ngoài đời cũng đã khoảng 28 đến 29 tuổi, gần như gấp đôi tuổi của vai diễn Lý Tiêm Tiêm. Dù tuổi tác thật và vai diễn chênh lệch nhau xa, nhưng khi nữ nghệ sĩ đứng trước ống kính, ngoại hình và diễn xuất đều làm người xem tưởng chừng như cô chỉ đang ở độ tuổi đôi mươi. Vì thế, lúc nghe về tuổi thật của nữ diễn viên, nhiều khán giả rất bất ngờ và không thể tin nổi. Thậm chí, dân mạng còn khẳng định Trông Đàm Tùng Vận còn giống học sinh hơn là hai bạn diễn kém, tuổi là Tống Uy Long, năm nay 21 tuổi và Trương Tân Thành 25 tuổi, đây không phải lần đầu đam tùng vận, hách tuổi, trên màn ảnh. Trước đó, cô từng không ít đợt đóng vai học sinh trong thiếu nữ toàn phong, điều tuyệt vời nhất của chúng ta, dù bản thân đã qua 20 tuổi. Người đẹp sinh năm 1990 được nhận xét là sở hữu vẻ ngoài trẻ mãi không già nên rất phù hợp với các dạng vai còn cắp sách đến trường dù đã bước qua hàng tam tuần trước khi được yêu mến nồng nhiệt qua vai diễn trong lấy danh nghĩa người nhà, Đàm Tùng Vận từng được biết đến qua các phim ăn khách như Hậu Cung chân Hoàn Chuyện, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Bản Điện Ảnh, Thiếu Nữ Toàn Phong Phần 1 và 2, Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Mùa Hè Của Hồ Ly, Cẩm Y Chi Hạ. Hiện cô đang quay phim Cẩm Tâm Tượng Ngọc, hợp tác cùng tài tử Trung Hán Lương. Ở tuổi ngoài 30, Đàm Tùng Vận vẫn tươi trẻ như gái 18. Bên cạnh Đàm Tùng Vận, cùng nhìn lại một số hình ảnh thú vị khác tại hai buổi họp báo chân hoàn chuyện dàn mỹ nhân chân hoàn chuyện gồm Đào Hân Nhiên, Lan Hy, Tưởng Hân, Thái Thiếu Phân. Tin không hai, Đàm Tùng Vận bị bóc phốt đi sâu mà quá ít nói, phen nhắc vụ sốc tâm lý vì mẹ mất. Running Man Hoa Ngữ Keep Running tập có sự tham gia của Đàm Tùng Vận vừa lên sóng và gây nhiều tranh cãi. Đàm Tùng Vận tham gia với tư cách khách mời, cô gây ấn tượng vì vẻ ngoài xinh đẹp, trong sáng. Dù đã hơn 30 tuổi nhưng Đàm Tùng Vận vẫn tạo cảm giác như cô là đứa trẻ con. Dẫu vậy, vẫn có nhiều người cho rằng Đàm Tùng Vận quá ít nói. Cô có tác phẩm nổi tiếng là Cẩm Y Chi Hạc cẩm tâm tượng ngọc có người hâm mộ đông đảo lại còn được đề cử giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở bạch ngọc lan năm nay thế thì vì lý do gì mà đàm tùng vận lại tự ti khán giả xem running man hoa ngữ phàn nàn rằng đàm tùng vận chỉ nên đi đóng phim chứ đừng tham ra sâu thực tế bởi tính cách của cô quá điềm đạm không thể bung lụa thoải mái như các đồng nghiệp lý thần thái tử khôn hay angela baby Thậm chí, khi các thành viên còn lại rôm giả trò chuyện, đàm tùng vận vẫn ngồi im không nhúc nhích. Để bênh vực đàm tùng vận, fan của nữ diễn viên đã chia sẻ lại câu chuyện từng gây xôn xao vào năm 2020. Mẹ của Đàm Tùng Vận bị ô tô đâm phải dẫn đến chấn thương nặng rồi qua đời. Kẻ gây tai nạn chẳng những không chịu trừng trị của pháp luật mà còn không thăm hỏi. Xin lỗi gia đình Đàm Tùng Vận một năm tám tháng sau khi tai nạn xảy ra phiên tòa xử người gây tai nạn mới diễn ra khi đến phiên tòa đàm tùng vận run rẩy bật khóc rồi xin được phát biểu rằng trong khoảng một năm tám tháng chịu đựng nỗi đau mẹ mất chưa có lúc nào tâm hồn cô được bình yên mỗi ngày đàm tùng vận đều phải cố gắng tỏ ra là mình ổn cố gắng mỉm cười rồi làm việc để quên đi thực tại là mẹ chẳng còn sống nữa Cô cũng thú nhận dù đi quay phim hay đi quay sâu giải tí, bản thân đều có chút áp lực. Đàm Tùng Vận đã bị sốc tâm lý vì câu chuyện đau lòng này. Fan cho rằng, dù cho sự việc đã trôi qua rất lâu nhưng rất khó để Đàm Tùng Vận vui vẻ, cởi mở như lúc trước. Vậy nên việc cô im lặng hay giữ khoảng cách với người xung quanh cũng là chuyện dễ hiểu. Còn bạn, bạn cảm thấy hoàn cảnh của Đàm Tùng Vận thế nào? cô ấy có đáng trách vì đi quay sâu thực tế mà quá im lặng không